Hello, hello. Xin chào tất cả mọi người thân yêu. Hiện tại Huy đã có 46% sao. Chào một người. Xin chào. Dầu Lê. Đã có 5 người rồi. Mọi người dậy sớm quá. Chào buổi sáng bên Mỹ và buổi chiều tại... chào buổi sáng bên Việt Nam và buổi chiều bên Mỹ. Xin chào mọi người thân yêu. Lâu quá, mấy ngày rồi, tuần lễ rồi chưa có gặp mọi người luôn á. 17 người nè. Một tuần lễ rồi chưa gặp các bạn thân yêu ở đây rồi. Mọi người xem biển kìa. Biển đẹp không? Đó. Trời Cali biển buổi chiều đẹp lắm. Đẹp kinh khủng. Chào Linh. Cậu chào Linh. Cũng gần một tuần lễ rồi, hình như gần một tuần lễ rồi mới gặp lại mọi người. Hello Thu Thảo. Mọi người có khỏe không? Một tuần rồi. Trời ơi, được tặng sao nữa kìa. Vui quá. Lê Tưởng cảm ơn Dung Lê nhiều nha. Chào Lê Cường. Chào Hồng Minh. Mọi người ơi, Huy đang lái xe từ từ nhà đi lên Pachanga Casino Resort. Là một cái casino rất là nổi tiếng ở ở vùng Cali. Và hôm nay có một cái show của Việt Nam của Mai Liên với anh Michael anh làm. Là có Hồ Ngọc Hà nè, có Lệ Quyên, có Bảo Anh, có Gia Hồng Ngọc, có anh Lương Tùng Quang, có Hoàng Thí Vi nữa. Mọi người ơi, vào đông đông đi cho vui nào. Cảm ơn chị Dung đã tặng sao cho Huy nha. Mọi người ơi, cho Huy một cái lượt chia sẻ nhé. Một lượt chia sẻ đi nào, cảnh đẹp lắm. Dạ, tí nữa Huy sẽ quay cho mọi người xem cảnh Cali đẹp kinh hoàng luôn. Đây, nhá hàng một chút xíu cho mọi người xem nơi tôi đang sống. Một bên núi và một bên biển nha mọi người. Có Phi Nhung Mạnh Quỳnh nữa. Dạ, có Phi Nhung Mạnh Quỳnh nữa. Sáu mươi hai người rồi. Hello Trần Liên. Hello Hồng Minh. Hôm nay là bên này là chủ nhật, chiều chủ nhật, cho nên là bên Việt Nam làm sáng thứ hai rồi mọi người. Hôm nay là bắt đầu một tuần mới đi làm việc rồi ha. Huy thì Huy đang lái xe từ đây, từ nhà Huy mà lên, từ nhà Huy mà đi lên tới Pachanga, đó là chỗ mà diễn ra cái show mà Paris by Night hay quay hình ở California đó mọi người. Là khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ lái xe, cho nên Huy đi một mình. Và bên cạnh Huy lúc nào cũng có một cuốn sách kế bên nè mọi người. Hôm nay thì show của chị Liên với lại anh Michael làm, cho nên là Hồ Ngọc Hà có dẫn con với lại Kim ông xã qua bên này để biểu diễn luôn. Có Lệ Quyên nữa, có Bảo Anh, có Giang Hồng Ngọc, Hoàng Thí Vi, anh Lương Tùng Quang, có Ngọc Hân nữa, có Nhật Tinh Anh nữa. Cho nên là Huy lái lên đây bây giờ đang là 4 giờ rưỡi chiều giờ Cali. Huy lái lên đó khoảng hồi nãy giờ lái cũng được nửa tiếng hơn rồi, cho nên là khoảng 5 giờ 15 là Huy tới ở chỗ casino. Mọi người ơi, cho Huy một lượt chia sẻ nhé. Để Huy giới thiệu về Cali cho mọi người cùng xem. Vừa lái xe vừa nói chuyện với mọi người cho nó vui.
cũng hơi ấy, nhưng mà không sao, Huy sẽ cẩn thận. Ở đây tốc độ chạy là 80 km/h nè mọi người, 80 thì nó khoảng 120 ở bên Việt Nam á, nó khoảng 120 ở bên Việt Nam. Chạy ở đây thì tốc độ nhanh lắm, tại mình chạy trên freeway á, cho nên là mình phải chạy tốc độ như vậy. Ở còn bên kia là biển, ở bên này nè. Đó, tốc độ chạy thì bình quân khoảng 80 là mình chạy pha pha. Thường mà vắng vắng thì mình chạy lên 100. 100 nó sẽ là 160 ở bên Việt Nam đó, 106 km/h ở Việt Nam mọi người. Giờ ở Việt Nam là 6:30 sáng rồi mọi người, giờ bây giờ mới mọi người mới tỉnh giấc. Giờ mọi người mới tỉnh giấc. Mọi người có khỏe không? Hello Liên Phương. Hồng Loan. Hello Trần Hạ. Chào. Chào mọi người, chào Hồng Thắm. Chào anh Huy, chào Hồng Thắm. Chào Hồng Thắm thân mến. Buổi sáng này thì cũng ít người xem ha mọi người ha. Mấy hôm nay thì Huy có bận công việc cho nên không có lên livestream để nói chuyện với mọi người. Chỉ hôm bữa trước có giới thiệu về cuốn sách của Phi Nhung là lên cho mọi người. In half a mile. Hôm nay đi bên cạnh là Huy cũng cũng mang theo cuốn sách này mọi người, thấy không? Đó. Hôm nay để lên cho Hồ Ngọc Hà xem. Dạ, chào Hương. Chào Hương Lan Lê. Chào Khánh Nguyễn. Take exit 54A. Mấy hôm nay thì Huy cũng bận công việc cho nên không có lên live với mọi người, cho nên là sáng chiều hôm nay có thời gian để lái đi lên trên này thì tâm sự với mọi người luôn. Bữa nay con đi học nên head southeast on I. Sáng nay mọi người là đi học, phải đi học nè, rồi sáng nay tại tuần mới rồi phải đi làm nữa. Mãi nói chuyện cái bị lộn đường. Hello mọi người. Mãi nói chuyện cái bị lộn đường mọi người ơi. Chết rồi. Hello mọi người ơi, chào 108 người. Cho nên là trời ơi, Huy mãi nói chuyện với mọi người cái Huy quên đi vô cái làn đường này, bị kẹt đường mất tiêu nè. Mọi người có thấy không? Chào Phi Phan. Hello mọi người, Huy đang lái xe đi khoảng 1 tiếng rưỡi á, 1 tiếng rưỡi đồng hồ mới lên tới chỗ để xem show là mọi người ơi. Nên là mất 1 tiếng rưỡi để đi lên tới đó. Tại Huy đi lộn đường vô năm mà mới đi lộn đường cho nên là bây giờ nó phải đi vô cái khu kẹt xe đây. Mọi người có thấy không? Ai tặng sao cho Huy đã được 175 sao rồi kìa. Cảm ơn nhiều nhé. Trời, mọi người nhìn chiếc xe không? Toàn là màu đỏ luôn. Toàn bộ là màu đỏ. Chỉ có cuốn sách là màu vàng. Huy mang cuốn sách này lên cho. In 800 feet. Sáu giờ 40 sáng. Take exit 50. In a quarter mile. Use the left lane to turn left onto Oceanside Boulevard. Huy đang vô cái exit này một chút xíu. Tại mình vô đây mình đi là nó sẽ bị
hút mấy cái axit đó, là mình sẽ đi thêm một cái đoạn đường cũng rất là xa đó mọi người. Có như mình bus mình đi qua cái chỗ đó thì bây giờ đi xuống, mình phải đi xuống. Mình xuống đi local rồi xong rồi mình phải quay ngược lại freeway khác thì mình mới đi được. Cho nên nó sẽ hơi cực. Cái đây là bây giờ mình xuống local nè, mình vô chỗ khu vực nhà người dân ở đó, rồi mình sẽ chuyển một bus một cái đường khác, sau đó mình lại đi lên freeway mới đi được. À, chào Hiếu Úc nha, chúc Hiếu Úc một buổi sáng thật là vui vẻ và đầy năng lượng cho một tuần mới làm việc. Bên này là chưa hết một tuần cho nên là Huy sẽ được đi relax, đi quay show. Huy đã được 2560 sao rồi. Đủ 5000 sao là không biết được cái gì, không biết nữa. Hôm từ hôm bữa trên chùa mà ra mắt sách tới bây giờ thì Huy mới quay lại livestream với mọi người để tâm sự. Mọi người đã đọc cuốn sách hết chưa? Cuốn sách này nè, mọi người đã mua chưa? Và tháng 11 thì mọi người có thể đọc được cuốn sách này với phiên bản tiếng Việt. Hy vọng mọi người sẽ hiểu hơn thêm về. Còn giờ đây là phiên bản tiếng Anh cho nên là mình cũng có phiên dịch ra, nhưng mà nó cũng sẽ có nhiều từ mình không có hiểu lắm ha mọi người ha, không sâu sắc hết được. Cho nên là để đây cho những người mà người nước ngoài mà yêu mến Phi Nhung, họ sẽ cảm nhận về một Phi Nhung thông qua những cái lời viết của cái người mà họ, cái người họ họ viết về. Họ hiểu về Phi Nhung như thế nào qua tiếng Anh thì họ sẽ truyền đạt như vậy, thì những cái người nghe đó, giống như mình người Việt á, mình truyền đạt lại á, thì mình sẽ cảm giác như mình sẽ dễ hiểu hơn. Truyền đạt bằng tiếng Việt là mình sẽ dễ hiểu hơn, còn người Mỹ họ nói bằng tiếng Mỹ với họ, họ sẽ dễ hiểu hơn, tại bởi vì cái người viết đây á là người Mỹ. Cho nên là họ sẽ cảm nhận của họ thông qua đó, thông qua những cái lời chia sẻ của những người. Đọc nó dễ dễ hiểu hơn những cái ngôn từ của người Việt và những cách dùng từ của nhà văn Việt hay là nó của nhà sản xuất mà họ dịch ra tiếng Việt, nó cũng sẽ gần gũi hơn với người đọc. Mọi người đọc cuốn sách rồi mà không thấy comment gì hết, để cho Huy đọc thử những cảm nhận của mọi người như thế nào. Continue when I người đi đâu mất tiêu hết rồi. Không nghe hả? Cảm ơn Thi Dung đã tặng cho Huy 100 sao nha. Không nghe Huy nói hả ta? Hello, hello mọi người ơi. Mọi người có nghe Huy nói không dạ? Tại Huy đang lái xe. Mọi người có nghe Huy không?
Take exit 54. Rồi, quay trở lại rồi đây mọi người ơi. Continue on California 76 East for 17 miles. 17 miles thì mình sẽ đi 76 mai nữa sẽ tới. Và cái cung đường này nó rất là đẹp luôn. Đấy, cho mọi người cùng xem nào. Trên đường này đường Mỹ á, cái màu nó đẹp lắm mọi người, và cái núi rừng nó cũng đẹp nữa. Huy thích đi ngắm rừng núi bên này nè, ngắm biển, ngắm rừng núi bên này rất là đẹp. Hơi giật chút xíu nha mọi người, sorry nha. Bây giờ là ổn định lại rồi. Đây, cho mọi người coi cái cung đường ở bên này. Ở bên đây nhà người ta vẫn ở trong núi rồi nè mọi người. Đó, mọi người thấy không? Đẹp lắm. Con đường xưa em đi vang lên mái tóc thề, ngõ hồn dừng tay tê. Anh làm thơ vũ quý khách quá. Cho mọi người coi này, xe người ta bỏ trong này nè mọi người, trong cái khu bên này nè. Đó, có những cái xe người ta bỏ bển dục nát đó, người ta bỏ hết, ta để vào bên này. Ta không có dùng nữa. Hôm qua mọi người có biết là sinh nhật của Quỳnh Trang không? Mọi người có chúc mừng sinh nhật của Quỳnh Trang không mọi người? Hôm qua Huy cũng có nhắn tin chúc mừng Quỳnh Trang sinh nhật. Hai anh Tony, trời ơi cảm ơn Tony nhiều nha, đã yêu thương Huy, tặng cho Huy 2 sao nữa kìa, trời ơi vui quá luôn á. Bây giờ ở bên Việt Nam là gần 7 giờ sáng rồi, cho nên là mọi người cũng đang tỉnh giấc rồi, đánh răng rửa mặt rồi. Ở bên Mỹ thì buổi chiều rồi, bây giờ bắt đầu tấp nập là đi ăn đi uống với bạn bè và gia đình. Còn Huy thì Huy đang lái xe đi lên Pechanga. Mấy ngày nay bạn của Huy về Việt Nam quá trời luôn. Huy hôm bữa trước á, Huy định là book vé đi về Việt Nam rồi, cái xong cái lại cancel, không có đi nữa. Cancel tại vì lúc đầu là định về ngày 20 tây tháng 9 đó mọi người. Cái xong là Wendy ra mắt sách rồi xong rồi ấy, cái lần quần cái không có đi luôn. Rồi xong cái bạn rủ đi tiếp, cũng định đi rồi, định đi ngày 30 nè, ngày hôm qua hôm kia đó, nhưng cuối cùng cũng có nhiều chuyện không có vui á, cho nên thôi cancel. Xong rồi bạn Huy về Việt Nam quá trời luôn, nhiều lắm luôn á, hình như là có 5-7-8 người về Việt Nam luôn á, bạn á, bạn chơi chung ở bên này á, ai cũng réo về hết, nhưng mà chưa có sắp xếp được mọi người ơi. Muốn về Việt Nam, một khi về Việt Nam một lần là muốn về hoài không? Tại vì Việt Nam nó có sức hút rất là đặc biệt luôn á. Nó muốn kéo mình về hoài vậy đó. Nhưng mà mình cũng phải coi ngân sách của mình ở đâu nữa mọi người ơi. Về Việt Nam cũng tốn tiền lắm. Tiền vé máy bay thì không bình thường. Nhưng mà cái tiền ở với tiền ăn á, Huy thì Huy thích ở khách sạn này một chút, khách sạn kia một chút, chứ ở một chỗ mình chán. Cho nên là thích đi đây đi đó nữa. Cho nên là kinh tế mình phải đủ thì mình sẽ mạnh dạn mình đi hơn á.
ba Huy bây giờ hả cũng muốn là đi qua Mỹ chơi, mê Mỹ lắm. Ba Huy nói là con có sắp xếp cho ba đi qua Mỹ ba chơi nữa. Nói với ba là để coi con sắp xếp rồi con dẫn ba qua, chắc cũng phải sang năm quá. Ba Huy Huy làm giấy tờ mà làm giấy tờ du lịch cho ba Huy đi bằng đường du lịch, cho nên là ba Huy đi cũng dễ lắm. Tại ba cũng lớn cho nên là vô phỏng vấn cái rẹt cái đi liền. Những lần sau, những năm sau á là toàn là renew không, gửi cái passport vô đó là họ renew cho mình liền mọi người. Cũng nhanh lắm. Mọi người đang rủ Huy đi về để đi dự cái show của Thúy Nga Paris by Night đó. Hôm lần trước thì hứa hẹn với mọi người là đi về quá trời, nhưng mà là cuối cùng công việc có bị trục trặc cho nên là cuối cùng bây giờ cũng chưa có hứa là có đi về hay không. Tại vì mấy bé cũng không biết có hát ở trong Paris by Night nữa không, cho nên là cũng chưa biết làm sao hết. Rồi biết đâu được giờ phút cuối cái mình bút vé máy bay mình bay về sao. Mọi người ai có đi Thúy Nga đi Paris by Night ở Thái Lan ngày 14, 15 đâu, giơ tay lên nào. Ở cái chỗ sắp tới mà Huy sắp đi đến để coi show này mọi người, Thúy Nga cũng làm cũng quay hình các cuốn ở đây cũng nhiều lắm. Cuốn Xuân nè cũng quay ở Bà Trang Gà, nói chung là hầu như là làm ở Cali, làm ở Bà Trang Gà là nhiều. Thúy Nga đó Huy nghĩ chắc cũng 7-8 cuốn ở đó đó luôn rồi mọi người, nhiều lắm. Thúy Nga làm show đó cũng có nữa. Cái chỗ này thì rất là rộng luôn. Tí nữa Huy sẽ lên tới nơi, Huy sẽ quay cho mọi người xem. Cường hình như là Cường cũng hát ở đây rồi, nhưng mà Tuyết Nhung với Quỳnh Trang rồi thì hình như là đi Paris by Night ở trên Las Vegas không à. Hình như hầu như mấy bé mà qua đúng cái lúc cái dịp toàn là cái show trên Las Vegas không à, không có quay hình ở đâu hết á. Lần vừa rồi của Tuyết Nhung qua cũng vậy đó, Tuyết Nhung qua cũng ở trên Las Vegas chứ không có ở Bà Trang Gà, không có. Huy sống ở bên Mỹ cũng được 8 năm rồi đó mọi người. Đến thời điểm bây giờ là 8 năm rồi. Một đoạn đường rất là dài. Và Huy cũng đã có quốc tịch cũng được 2019 là 3 năm rồi ha. 3 năm rồi. Cho nên là sắp giữa 10 năm. Sắp sửa ở Mỹ 10 năm. Mọi người ơi giúp cho Huy một cái share đi nha. Để Huy tâm sự tiếp. Bây giờ tại vì thật sự những cái mẫu chuyện á thì nó nhiều lắm, nhưng phải khơi mào ra thì nó mới nhớ lại, bắt đầu kể được. Kể chuyện thì không bao giờ hết, nhưng mà để nhớ chuyện, kể cho nó hấp dẫn ly kỳ không là một câu chuyện dài luôn. Huy nhớ hồi thời điểm qua Mỹ là cũng là thời điểm sinh nhật của Huy á, hình như là cuối 30/4 1/5 năm 2015 thì phải. Sau đó là Huy qua Cali. Đợt đó là đi bay qua chung với lại Quang Lê dắt Huy đi qua bên này. Hồi cũng chân ướt chân ráo cho nên là phải tìm người đi chung mọi người ấy. Hồi đấy Huy đi visa bằng visa working, visa du lịch. Sau đó là Quang Lê dẫn Huy đi. Thường là Huy đi một đi với lại Du nè, qua để đi với Nhung là nhiều. Đi mà qua Mỹ là thường đi với Nhung. Mà mỗi lần đi với lại
đi với Nhung á, là mỗi lần được đi vô lao hoặc là Nhung tìm cách cho Huy ngồi cạnh cạnh Nhung, nằm ở cạnh Nhung, làm ở ở first class đó mọi người. Buổi tối tối lén lén hai anh em lên ăn mì tôm cái ngầm có cái ghế trống nó nằm lên lên luôn, vui lắm. Nhưng mà Nhung rất là, có nghĩa là chắc là quan tâm á, có nghĩa là Huy ngồi ở dưới thì Nhung lúc nào cũng có đồ ăn cái gì đó, hay là có mì hay là cái gì đó xuống, lúc nào cũng thường xuyên, ví dụ đi đâu cái chập cái xuống coi thử có ok không, tại vì mình cũng mới đi qua Mỹ cũng không có quen đó, cho nên là si cũng xuống hỏi thăm có mệt không. Rồi đi Quan Lê thì khỏi nói, đi Quan Lê là ăn có nghĩa là ăn suốt thôi. Quan Lê không ăn mì, không ăn mì thì ở trên sân bay cũng có đi vô mấy cái lounge á, vô ăn thoải mái. Thật sự mình chơi thân với những người nghệ sĩ mà đi chung á, họ cũng sẽ rất là thương mình, chứ không phải là có khoảng cách như là ở ngoài người ta nghĩ đâu. Yên tâm mà chơi, họ cũng rất là tình cảm. Nếu mình thương mình thương họ thì họ sẽ thương lại mình thôi. Mà đời vậy, bạn bè cũng vậy, mọi người ha. Ai cũng vậy, mình sống đúng đúng với lại con người mình, hay là đúng với lại cái tình cảm mà mình cho người ta, thì mình sẽ nhận lại được những cái điều mà tốt đẹp. Thực ra thì Huy là một cái người rất là sống tình cảm, nhưng mà tại vì Huy bị cái tình cảm quá cho nên là làm có dễ sẽ bị kiểu như là ủy mị hơn, nó kiểu nó buồn buồn hơn. Có những người họ sống tình cảm nhưng mà họ rất là cứng rắn, họ mạnh mẽ trong những cái việc mà giải quyết công việc hay là này cái nọ, thì họ rất là lại. Huy thì Huy thích cái tính đó, mạnh mẽ dứt khoát mà lại có tình cảm, thì cái đó là mình đáng nên học hỏi, nhưng mình chưa làm được. Cuộc sống mà không ai hoàn thiện hết được không mọi người ha. Từ từ mình sẽ hoàn thiện bản thân, hoàn thiện cho đến khi nào mình chết thôi. Huy nhớ có cái năm mà Huy đi qua Mỹ, sau đó là Huy đi làm phục vụ nhà hàng lúc mới qua, xem mà Nhung thì đi về Việt Nam. Bắt đầu lúc mà Nhung qua cái có ngày Nhung chở Huy đi làm xong rồi buổi chiều về đó, Nhung thấy xót quá chứ không phải. Bữa sau cái Nhung kêu thôi anh Huy nghỉ đi làm cho em. Với lại hoặc cũng có thể là không có ai đi spa chung Nhung nè, hay là đi mướn phim chung Nhung nè, cũng buồn cho nên là đi về kêu đi về xong về bữa sau nghỉ làm luôn. Cái lúc năm 2015 là Huy 2016 chứ, là Huy đi về Việt Nam. Về Việt Nam tưởng là mẹ Huy cũng yếu á, mất, xong rồi đi qua lại Mỹ á, thì đi chung với Nhung là xong rồi. Có Diễm nữa, bắt đầu đi mấy cái show bên này nè, có đi New York nữa. Cái xong cái lúc đó mẹ Huy sáng hôm đó, hình như là sáng hôm đó đúng rồi, là mọi người mẹ chị Huy gọi qua, nói là mẹ Huy mất đó, cho nên Nhung cũng lật đật kêu Huy về tìm bút vé máy bay, hai anh em cũng tìm mua cái vé máy bay đi về cho kịp, nhưng mà không kịp. Về đến nơi thì mẹ Huy cũng đã liệm rồi, nhưng mà có mua cái hòm, có cái ô trống đó để mình về mình đi nhìn mặt mẹ mình lần cuối. Nhưng mà Nhung thì rất là tình cảm mọi người, đối với gia đình là Nhung là người rất tình cảm, thương anh em, thương gia đình.
Và Huy cũng là vậy đó, cũng rất là tình cảm, thương anh em, thương gia đình. Nãy giờ Huy đi cũng một đoạn đường xa rồi đó mọi người ha. Đây mọi người coi, mọi người tên nhà ta sống trên núi nè mọi người đó. Đi xa xa kìa, thấy không? Con đường ở đây rất là đẹp. Rồi nhà thì ở trên núi, càng trên núi thì càng đắt, càng gần biển thì càng mắc, và càng trên núi thì càng giá càng đắt hơn nữa. Ở dưới đồng bằng thì bình thường, còn ở Việt Nam thì nó ngược lại hả mọi người ha. Mọi người thấy cái xe đẹp không? Xe cổ. Đó. Huy hết được đọc được comment của mọi người rồi, cho nên là không thấy được comment của ai hết. Đường bên Mỹ đẹp hả mọi người ha. Ở dưới đồng bằng bây giờ khu nhà Huy thì bây giờ khoảng 700 cho đến 1 triệu đó mọi người. 700 ngàn cho đến 1 triệu đô thì khoảng bao nhiêu ta? 16 tỷ hả? Cho đến 22 tỷ hả? 15 tỷ cho đến 22 tỷ, 23 tỷ. Là nhà khoảng 3 phòng, 4, 3 đến 4 phòng. Thì khoảng đó. Còn ở trên núi thì thôi, nhà tiền triệu không mọi người. Ở trên núi với lại ở dưới biển thì nhà tiền triệu không à. Mắc lắm. Mua không có nổi. Nhà ở trên núi này Huy nghĩ chắc cũng phải 1-2 triệu. Đây là khu xa nha. Những khu nào mà hot hot thì nó 3-4 triệu. Giống như nhà bà chị của Huy ở Newport Beach này mọi người, mua hả? 20 mấy, 30 mấy triệu luôn á. Ở cái nhà thiệt kinh hồn, đóng thuế không là cả một năm không mấy trăm ngàn, cả triệu mấy bạc. Ước gì mình nhà giàu thì giàu, mình mua nhà xe sang nè, rồi nhà đẹp nè, bảo lãnh gia đình đi qua Mỹ ở chung cho vui ha. Sự là không có đọc được comment của mọi người. Cảm ơn mọi người đã tặng sao cho Huy nha. Mọi người ơi, cho Huy một được nhìn thấy cảnh này thương nhớ Phi Nhung. Nhớ mọi người. Cho mình hỏi, không phải Huy và Nhung là mối quan hệ như thế nào? Anh em ruột. Quá tuyệt vời, đẹp hết mọi người ha. Cái xe cũng đẹp nè. Màu đỏ hết trơn. Huy đã nói mà Huy cũng chia sẻ với mọi người ở trên video trước rồi, mấy video trước rồi. Huy với Nhung thì là quan hệ kiểu anh em bằng gì thôi. Má Nhung thứ ba, má Huy thứ hai, cho nên là Nhung lớn tuổi hơn Huy, nhưng mà Nhung gọi Huy bằng anh. Là bài vế là bằng gì? Tại vì Nhung lớn tuổi hơn nhưng mà là nhỏ kiểu như là bay vé thì nhỏ hơn, cho nên là trời ơi, lâu lâu có một người khen chào Huy đẹp trai nè, cảm ơn Trần Thanh Loan gì đó đó, khen một câu cho Huy nở mày nở mặt coi nè. Đẹp trai không mọi người? Đây đó mọi người, ở chi coi khu trên núi nè, đó thấy không, núi mà trời vẫn đẹp. Thời tiết bên Cali bây giờ là bắt đầu là đẹp mọi người ơi. Đi mọi người có đi du lịch qua Mỹ á thì đi vào thời điểm này nè, đẹp. Chứ mọi thời điểm mà Thanksgiving đồ á thì nó cũng sẽ lễ độc lập rồi đó, là tháng 11 rồi đó, thì bắt đầu nó trời nó cũng sẽ lạnh hơn. Nhưng bắt đầu thời điểm này trở đi á sẽ rất là đẹp. Mình đi mình thoải mái, mình có thể mang đồ lạnh cũng được, mà mình mặc đồ sexy mà để mình chụp hình cũng được, cho nên không sợ. Còn những ngày kia là mình đi là mình sẽ
chùm khăn nè, quấn khăn nè, thì nhiều thứ lắm, sẽ rất là cực. Thời điểm này là mình đi du lịch là đẹp nhất, Cali đẹp nhất, mùa đẹp nhất. À, mình đi khoảng mười mấy phút nữa là mình tới ra Bằng Triệu. Hồi nãy giờ Huy chạy hơi bị lộn đường, cho nên là tại vì ham nói chuyện quá cho nên là bị lờ, hơi bị lộn đường, cho nên bị trễ hết khoảng 15 phút nữa. Mình thì sẽ đi vô Hello mọi người. Huy đang chuẩn bị vô exit 15 knot để chuẩn bị đi vô chỗ khu casino đó. In 1000 feet, turn right onto the I-15 north ramp. Yeah, đây. Mọi người xem. Đây là Huy đang sống ở khu vực Cali, miền Nam Cali. Còn miền Bắc Cali là nó nằm ở San Francisco với lại San Jose. Turn right onto the I-15 north ramp. Đấy. Khu vực này Huy ở là miền Nam Cali cho nên là thời tiết nó cũng sẽ dễ chịu. Mọi người biết sao, người dân Việt Nam mình qua bên này ở hay ở vùng Orange County để với lại vùng Nam Cali này à. Tại vì cái thời tiết á nó không lạnh lắm mà nó cũng không có nóng lắm. Cho thời tiết nó rất là ôn hòa. Và cảm thấy là chỗ nơi đây là nơi đáng sống của mọi người. Khi mà ở đây rồi á, không có ai muốn dọn đi chỗ khác. Huy ơi, lúc nào Huy lúc nào cũng dễ thương hết. Dạ, cảm ơn chị. Cho nên Huy cũng có thời gian ở bên Texas á, một thời gian cũng một năm đó, nhưng mà lại nhớ Cali quá cho nên là quay trên đề trở lại đây ở tiếp. Cuộc sống ở bên Mỹ này nó chậm hơn bên Việt Nam rất là nhiều mọi người, cho nên là không có ganh đua hay là ganh không phải là không ganh đua, nhưng mà kiểu nó chậm hơn, sống yên bình hơn. Còn ở Việt Nam mà mình phải sống theo cái nguồn máy của những cái nước đang phát triển á, cho nên là mình phải chạy theo nó, và đặc biệt là chạy theo đồng tiền. Ở đâu cũng vậy thôi, nhưng mà ở bên Mỹ thì nó cũng sẽ chậm hơn. Và ở bên Mỹ này cũng có cái nghề đặc trưng là làm nail, cho nên là người người làm nail, nhà làm nail. Nhưng bây giờ mấy bạn nhỏ bên này mà mọi người học cũng giỏi lắm, cho nên là y tá, bác sĩ đồ ở Việt Nam cũng nhiều lắm, người Việt Nam cũng nhiều lắm, rất là giỏi. Mình bây giờ thì hết học được rồi. Có mọi người tâm sự trên chuyến đi này thì cũng đỡ mệt mỏi, chứ không mình chạy cũng 1 tiếng rưỡi cũng mệt lắm đó. Mọi người, Huy thích chiếc xe ở trước kìa mọi người, G63 đó, rất là thích luôn. Mà ở bên này á, là 100 mấy ngàn à, có loại mà xe full option luôn á, là 270 ngàn đó, mà chưa thuế luôn á. Mà nếu về Việt Nam thì hơi nhiều tiền hà.
ở trên này là Huy đi hết 1.5 tiếng đó là tới mới tới nơi, cho nên là mọi người yên tâm tâm sự. Huy còn 10 phút nữa, tí nữa Huy sẽ lên livestream lại cho mọi người xem Lệ Quyên nè, Hồ Ngọc Hà nè, Bảo Anh nè, rồi Giang Hồng Ngọc nè, anh Lương Tùng Quang nè, Hoàng Thi Vi nè, MC Ngọc Hân nè, nhiều lắm. Họ sẽ hát một show ở đây, rồi tuần sau hình như họ đi Houston, xong rồi tuần rồi thứ sáu hoặc thứ bảy họ đi Houston, xong thứ bảy họ đi hát ở New Jersey ở bên khu New York đó mọi người. Từ bên này mà Huy, bên này là Huy bờ Tây mà bay qua bờ Đông á thì là mất 6 tiếng đồng hồ mọi người. Nếu mà mình đi non stop nha, mà nếu mà đi một stop á, thì thường cũng phải 8 tiếng, có lúc mà đi 10 mấy tiếng luôn á, tại vì mình phải phải dừng chân đó. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa, chọn những nụ cười. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước cần. Ồ, Huy ai tặng sao cho Huy nữa kìa, một có 450 sao rồi kìa mọi người. Cảm ơn mọi người giúp cho Huy trở thành gần đạt được 5.000 sao đi, để coi thử họ cho mình cái gì. Mình được gần 60% rồi, còn 40% nữa là sẽ được 5.000 sao. Nhớ cho Huy một lượt chia sẻ nha mọi người yêu dấu. Huy đây cho mọi người coi đây, cung đường thật đẹp tuyệt vời của Cali, giữa hai bên là hai ngọn núi. Yes. Ai ở Mỹ mà đi qua Cali thì ai ở Việt Nam mà đi qua Cali thì có gì Huy sẽ sắp xếp một ngày chở một người đi chơi, có gì inbox cho Huy nha. Đi du lịch qua Mỹ chơi đi mọi người ơi. Cuộc đời mình sẽ cống sống có bao nhiêu lâu đâu. Ta chỉ sống một lần trong đời. Mọi người ơi, Huy đang có ước nguyện đi Nhật một chuyến nè, xong mà đi lại châu Âu một chuyến nè, xong mà Huy sẽ đi qua Costa Rica với lại Argentina một chuyến nè, và một lần được đi châu Phi một chuyến, với lại một lần đi Úc nữa. Mọi người có ước mơ gì không? Huy ước mơ được đến những cái nơi đó đó. Mình sẽ đi thật nhiều. Trước khi tuổi già ập tới mình không có đi được nữa, cho nên là mình phải cố gắng để đi. Trần Thanh Loan. Ô, chị Loan hả? Qua châu Âu đi. Ô, em một lần sẽ đi qua châu Âu rồi đi qua Nga với chị nha. Chị nhớ chắc khe em đó. Em sẽ đi qua Nga thăm chị. Nga ngày xưa Nhung con đi hát chung một lần rồi. Cơ hội đó có Sơn Tùng MTP nữa. Đi châu Âu thì sẽ đi qua Ý nè, sẽ đi qua Tây Ban Nha nè, sang Hà Lan nè, qua Nga nè. Đó, những cái nước mình Hy Lạp nữa. Những cái nước mình sẽ muốn tới. In 2 miles. Em cũng đi qua Pháp rồi, qua Thụy Điển. Ồ, Thụy Điển cũng đẹp ha. Thụy Điển cũng đẹp. Thụy Điển thì kiểu yên bình á. Thụy Điển, Thụy Sĩ là những cái nước Ba Lan rồi đó, những cái nước kiểu
Đông Âu hả ta? Đông Âu hay Tây Âu gì? Đông Âu hay Tây Âu gì đó mà kiểu nó yên bình. Quy sắp tới rồi mọi người ơi. Mấy phút nữa thôi là sẽ tới rồi. Thì thích đi châu Âu mà đi nguyên cái tour châu Âu mà đi các nước á, mà mình đi tự túc á, kiểu mình đi Tây ba lô đó, mình đi tự lái xe mình đi á, mình trải nghiệm đã lắm á mọi người. Chứ còn đi tour thì nó cho mình đi chập giật thì mình cũng không có enjoy hết cái mô mình nữa. Châu Âu là một trong những châu lục đẹp nhất, thơm mà nhiều người muốn đến nhất ha mọi người ha. 58 Thêm cú lệ mình sẽ sắp tới rồi để mình Use the right two lanes. Quay lại cái casino cho mọi người coi. Sau đó là mình sẽ review casino cho mọi người trên coi. In 1000 Keep right rồi. Hello mọi người đã rất tương tác rồi. Cảm ơn mọi người đã tặng sao cho Huy nha. Một chút xíu nữa là mình sẽ tới Huy tới đúng là mình đi cũng gần 2 tiếng đồng hồ rồi mọi người. 5 giờ 15 hả? 5 giờ 17 phút thì Huy đi gần 2 tiếng, gần tiếng rưỡi thôi. Ồ, đúng rồi. Một tiếng rưỡi hơn một chút. Mà mình đã tới nơi rồi. Ngày xưa Huy Nhung đi show đây rồi, Huy cũng lái xe cũng chở Nhung đi lên quay hình và chân gà hay là đi diễn cũng vậy mọi người. Ở đây hai anh em lái xe đi. Phèo phèo luôn. Nhung là không có rành đường, không có coi được navigation đó, không có coi được map. Cho nên là đi xe với Nhung vui lắm. Huy chưa ăn gì luôn nè, bây giờ lên đây ở bờ chân gà đây mọi người ơi, có một cái món cái nhà hàng sushi rất là ngon luôn. Tí nữa Continue on to Huy sẽ lên ăn món sushi ở đó, ngon lắm, rất là ngon. Nhung cũng rất là thích. Có cái nhà hàng cũng nó đã dùng cái bàn ủi để nó ủi thịt bò lên đó luôn, ngon lắm. Nhà hàng Mỹ thì nó dùng làm để trong ở trong cái nhà hàng của casino đó mọi người, thì lúc nào cũng ngon hết á, tại vì họ muốn phục vụ cho những khách hàng ở đó ăn những món ăn ngon, những cái đầu bếp ngon để cho khách hàng người ta họ có quay lại đây để họ tiếp tục đánh bài nè, rồi để họ ăn ngon thì họ sẽ tiếp tục quay lại nữa. Ta chỉ có một lần trong đời. Ồ, Huy nhớ cái nha, cái lúc mà đi đi Pháp xuống phi trường, cái xong cái không có chưa có In a quarter mile. để bay qua Anh đó, xong cái mình đi đi vô casino, vô casino bên bên Pháp họ thu tiền vô cửa mọi người ơi, Huy thấy mắc cười ghê sợ luôn á, lạ đó, không quen, cho nên là mọi người coi đây, mọi người chuẩn bị họ đi vào coi casino để xem show này mọi người ơi. Chắc đây là những người Việt không nè. Đi vào đây để xem show đó. Con đường này, kẹt đường này mọi người thấy chưa? Đường đông. Use the right two lanes to turn right onto Pechinko Parkway. Continue on Pechinko. Đầu vô bên này là bắt đầu đông rồi, cho nên là hồi xưa cách đây 6 7 năm là ở trên này ít người lắm mọi người ơi, hình như chỉ có casino không á, nhưng bây giờ trời ơi dân họ lên họ chuyển lên đây họ sống rồi, tại vì đất nhà ở trên đây nó cũng rẻ đó,
cho nên họ mua ở trên đây họ ở và họ lập nghiệp ở trên này luôn. Những người mà đi làm ở casino đó họ làm lên trên này họ ở luôn cho đi cho nó tiện. Cho nên là nhiều bây giờ những cái dịch vụ ở trên đây mở quá trời luôn. Bắt đầu họ sẽ đi lên những cái khu vực mới để họ sống. Bắt đầu rồi, bắt đầu nail rồi lên đây trên đây, tiệm nóc, tiệm tóc, tiệm nail rồi những cái dịch vụ khác sẽ bắt đầu phát triển. Và nhà trên đây họ xây cũng quá trời luôn. Là một vùng đất mới. Wow. Khi nào chị Loan qua Mỹ chơi nha, qua chơi liệu của em. Em dắt chị đến thăm Phi Nhung xong rồi em dắt chị đi chơi. Ai qua Mỹ thì Hú Huy, Huy sẽ dắt đi chơi. Mọi người ơi cho Huy một lượt chia sẻ đi, tại sao cái tương tác của Huy nó xuống mất tiêu hết rồi. Mọi người ngán ngẩm rồi. Nhà ở trên này mới cho nên họ xây lại đẹp lắm mọi người. Ở bên này những cái nhà cũ thì là trần nó hơi thấp, còn những cái nhà mới thì cái trần nó sẽ cao hơn và nhìn nó thoáng hơn. Thế ngày xưa, những cái nhà ngày xưa thì cái trần nó rất là thấp. Cái này là địa phận của bờ trăng gà không đó mọi người. Đây, casino lớn, một trong những casino lớn của nước Mỹ luôn á. Hồi xưa hai bên đường này không có nhà đâu mọi người ơi, bây giờ nó mới có nhà nè. Chứ ngày xưa nó không có nhà đâu. Ngày xưa là hai bên đây là toàn không có cây luôn á. Họ mới trồng cây lại lên đây 7-6-7 năm nay thôi. Ta chỉ sống một lần trong đời. Ngày xưa ai đầu tư mua nhà, anh mua đất ở đây, mua nhà ở đây là trúng lớn luôn. Nhưng mà rất tiếc là mình không có ngân sách. Tháng 1 Loan qua Mỹ nè Huy. Ô qua Mỹ thì hú em nha. Số phone của em là 714-718-2861. Nhớ vô giùm em. Bây giờ mình sẽ đi vô cổng của bờ trăng gà nè mọi người. Đây là bờ trăng gà sau Bạc Kinh nè. Mình sẽ vô đây để mình valet Bạc Kinh để mình đậu xe luôn. Đây, Bờ Trăng Gà Casino Resort đây đây rồi. Mọi người có thấy Huy không? Valet đâu ta? Up level. Mình sẽ vô đây đi, valet luôn. Hello mọi người, Huy đang đi bị lộn cái valet parking rồi. Parking, valet parking đâu ta? Huy đã tới đây. Mai Trần, tại giờ đang sáng thứ hai đầu tuần nên mọi người cũng bận không xem được like của anh. Dạ đúng rồi, Huy cũng biết mà. Cho nên không sao. Huy sẽ vẫn tâm sự cho mọi người. Để xem. Để muốn cho mọi người xem cái casino này chút xíu. Rồi xong rồi sẽ tắt live stream. Để tí nó sẽ live lại cho mọi người coi trong cái show. Đi hồi nãy Huy đi hái ổi theo ăn nữa. Cho đỡ buồn. Nhưng mà thời gian tâm sự với mọi người thấy không? Dạ, Huy đến nơi rồi. Nhưng mà đang tìm cái valet parking.
ta đã sống một lần trong đời. Bali Bắc Kinh là để cho người ta đậu xe cho mình mọi người ơi. Rồi tí mình ra mình lấy xe cũng dễ nữa. Cái mình đi cởi á, sợ mình cũng hơi rối, cho nên là cứ đưa thẻ cho người ta, xong người ta sẽ lấy xe cho mình. Xin chào 500 anh em nha. Trần Thanh Loan qua Mỹ nhớ hú em nha. Mình chúc mọi người hôm nay có một tuần làm việc thật vui vẻ, hạnh phúc, tràn đầy niềm vui. Nhớ là làm thật tốt để sếp tăng lương nữa. Mọi người kinh doanh thì kinh doanh thật vững, thành công tốt đẹp. Và hôm nay Huy sẽ đi vào bờ chân gà này, không biết là có kiếp đỏ đen không nữa. Gas station nè mọi người, cái này sếp Bắc Kinh nè, cái này mình đi thẳng vô, cái này nó rộng lắm, rộng kinh khủng lắm đó mọi người ơi, cho nên là nhiều khi đi mấy lần rồi á, nhưng mà nó vẫn bị sai đường hay sao á. Muốn đi tìm cái Valley Bắc Kinh. Valley Bắc Kinh nè. Đây. Mình sẽ đậu vô đây. Này rộng lắm, nó rộng kinh hồn luôn mọi người ơi. Không biết ai cũng đi vô đây đóng tiền điện cho nó hay sao á. Cho nên là ôi giời ơi, nó rộng kinh hồn. Đây, Huy sẽ đi vào cái khu vực đây là khu vực khách sạn. Đó, này là Valley Bắc Kinh nè mọi người. Cứ vào đây đậu xe, rồi tí nữa mình sẽ cho tiền nó thôi. Mọi người đợi Huy tí chút xíu nha. This valley, I know that. Huh? Sub parking. Valley parking. Yeah, you follow me with the golf cart. We can park on the VIP parking and bring it back. Oh yeah. Yeah, sure. Sure. Oh, có VIP parking đó mọi người ơi. Họ sẽ tự đậu cho mình. Nhưng mà có cái VIP parking. Không có tự đậu. Đây, giới thiệu cho mọi người, đây là casino nè mọi người. Rất là lớn luôn. Ơi, chào mọi người nha. Huy phải đi đậu xe chút xíu. Chút xíu nữa gặp lại mọi người nha. Bye bye. Chúc mọi người một ngày làm việc vui vẻ, hạnh phúc. Hẹn gặp lại mọi người sau. Bye bye.